các bạn dĩnh trẻ của giáo sư Đồng Hề chúc mừng ngày hôm nay. Những ngày qua thì quý vị đã mua vé để ủng hộ cho bạn giới trẻ chúng con thì rất kính mong tới toàn thể quý vị. Đêm nay quý vị cùng vui lòng mang trở về khu vực sân cuối. Ít phút nữa chúng con sẽ bước vào chương trình bốc thăm trúng thưởng. Thì mong quý vị chúng ta cùng lôi hết những cái vé mà quý vị đã mua để ủng hộ cho bạn giới trẻ chúng con trong những ngày qua để đọ với kết quả của chúng con. Và chương trình bốc thăm may mắn ngày hôm nay chúng con sẽ hoàn toàn công bằng và văn minh. Với tất cả kết quả mà ban tổ chức chúng con đưa ra hoàn toàn khớp với những cái mã vé số mà chúng con đã phát hành trong những ngày qua. Và chúng con phát hành chỉ có 2.000 vé mà những phần quà chúng con mua là 100 giải thì quý vị tính ra là 5%. 5% mà với 2.000 giải thì chắc chắn quý vị nào cũng có thưởng ạ. Và với một chiếc TV được nhập khẩu nguyên đài nguyên kiện tại Nhật Bản sẽ thuộc về ai trong đêm hôm nay thì người đó sẽ được ban tổ chức chúng con tôn vinh. Và với những phần quà như quý vị được biết thì ở trên chúng con thì có những thùng bia được nhập khẩu nguyên đài nguyên kiện tại thủ đô Hà Nội, những chiếc ấm được nhập khẩu nguyên đài nguyên kiện tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, những chiếc phích rạng đông thì được nhập khẩu nguyên kiện thành phố Hạ Long Quảng Ninh. Những phần thưởng này sẽ hoàn toàn thuộc về quý vị. Quý vị một lần nữa cùng vui lòng tiếp tục tay mua để ủng hộ cho bạn giới trẻ chúng con những tấm vé mà các em đang phát hành ở khu vực cổng cũng như khu vực trước cổng đền Thánh Vinh Sơn ngày hôm nay. Khi nào chúng con hết vé thì chúng con sẽ bước vào chương trình bốc thăm may mắn. Một lần nữa kính mong tới toàn thể quý vị chúng ta cùng nhanh tay hơn nữa đi ạ. Các bạn chúng ta đang phát hành vé vui lòng rải đều ra khu vực ở trước cửa nhà giáo lý 2 tầng giáo sư Đồng Hề với sự diện của tất cả các anh em thanh niên làm ăn xa quê hương ngày hôm nay mới có dịp được trở về quê hương thì kính mong tất cả các anh em đã mua 5 vé rồi thì tiếp tục mua ủng hộ cho ban giới trẻ để cho chúng tôi sớm hết vé để bước vào chương trình bốc thăm may mắn ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào. Và bây giờ chúng con đã được tiếp thiệp với sự kết hợp giữa ông Trùm Tránh và giáo sư Đồng Khê. Vâng ạ, ông đang điều hành cho các em về khu vực cửa nhà giáo lý 2 tầng để phát hành với lượng vé mà chúng con cho các em đã bán ạ. Vâng. Vâng ạ, giờ chúng con được biết thì có một chiếc xe ô tô đã hiện diện về khu vực giáo sư Đồng Khê. Nếu quý vị đi tham dự ngày hôm nay thì xin quý vị chúng ta vui lòng đánh xe vào khu vực bên trong ạ. Để cho không cản trở lối đi lại của toàn thể công đoàn ngày hôm nay ạ. Kính... Alo. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị với những vé số chúng con đã phát hành thì ngày hôm nay toàn thể quý vị được quyền tham gia miễn sẵn khi có lòng hảo tâm để ủng hộ cho bạn giới trẻ chúng con là được. Không phân biệt già trẻ gái trai mà không phân biệt màu da sắc tộc cũng như không phân biệt tôn giáo. Kính mong tới toàn thể quý vị chúng ta có lòng hảo tâm thì quý vị cùng một với những tấm vé mà ban tổ chức chúng con đang phát hành ở khu vực trước cổng của giáo sư Đồng Khê để cho chúng con sẽ bước vào chương trình đêm gala gặp nhau 2017 trong buổi tối hôm nay ạ. Xin bên ánh sáng ạ, điều tiết cho một bóng điện về khu vực bản nhạc của bắt trống ạ. Xin tất cả các bạn chúng ta đang phát hành vé số thì các bạn sẽ chia đều ra, sẽ là 3 người một tổ ạ.
Vâng, với lòng hảo tâm của toàn thể quý vị trong những ngày qua thì một lần nữa chúng con xin được cảm ơn và xin được ghi nhận. Và cũng xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị chúng ta cùng vui lòng trở về với những chiếc ghế mà gia đình giáo xứ cũng như ban giám trẻ chúng con đã kê sẵn. Để phút nữa sẽ cùng với chúng con sẽ long trọng bước vào chương trình đêm nhạc Xuân yêu thương ngày hôm nay ạ. Xin cho anh Đoàn đánh thi nhanh tay hơn một tí ạ. Xin hai anh đừng thử điện nhá. Không được thử điện đâu ạ. Vâng, đấu xong là được ạ. Chúc cho con cái sáng ngày hôm nay ạ. Và vào cái thưa toàn thể quý vị với tiếng trống hào hùng của giáo sư Đông Khê, giờ đây xin được cùng kính mời tất cả các nhạc công của ban trống giáo sư Đông Khê vui lòng cử cho ban tổ chức cho con một bài để cho chương trình gala gặp nhau cuối năm 2017 trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có khí thế hào hùng chào đón xuân Mậu Tuất 2018. Xin được trân trọng kính mời tất cả các nhạc công của ban trống ạ. Alo hai. Mời tất cả các nhạc công bạn thống và giáo sư Đông Khê cùng cử lên cho ban tổ chức cho con một bài để cho chương trình gala gặp nhau cuối năm 2017 trong buổi tối ngày hôm nay có khí thế hào hùng, đặc biệt với những tình cảm của toàn thể quý vị đã mua vé số mà ban thế trẻ cho con đã phát hành trong những ngày qua, sẽ có cảm giác rất tình cảm và linh thiêng giữa sự chuyển giao mùa đông sang mùa xuân.
Bằng Dính đâu nhỉ? Đoàn ơi, Đoàn ơi, Bằng Dính. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn sự diễn của tất cả các nhạc công Văn Trống và giáo sư Đô Khê. Xin được kính chúc cho Văn Trống và giáo sư Đô Khê ngày một thăng tiến hơn. Và kính thưa toàn thể quý vị, với những tấm vé mà các em giới trẻ giáo sư Đô Khê chúng con đang phát hành ở khu vực sân cuối, thì một lần nữa kính mong tới toàn thể quý vị chúng ta cùng tiếp tục ra tay ủng hộ, mua với những vé số mà các em đang phát hành để cho chứ còn có điều kiện động lực tổ chức cho chương trình Gala Gần Nhau cuối năm 2017 trong buổi tối nay. Đặc biệt với số vé mà các em đang phát hành, khi kết thúc thì chúng con sẽ bước vào chương trình Gala Gặp Nhau cuối năm 2017 để chào đón xuân Mậu Tuất 2018 trong buổi tối nay. Thời gian bây giờ đã là 19:20 rồi, chỉ còn ít phút nữa sẽ bước vào chương trình đêm nhạc xuân yêu thương ngày hôm nay. Kính mong tới tất cả các bạn chúng ta khẩn trương kết hợp bán những cái vé số mà các bạn đã cầm trên tay ngày hôm nay.
xin mấy bạn đang đứng ở khu vực nhập phòng, các bạn khẩn trương ra ngoài bán vé. Thưa thể quý vị, với những vé số mà quý vị mua ngày hôm nay thì quý vị không mềm lại khu vực xuống đất đâu ạ, chứ còn sẽ phóng những kết quả lên bảng để cho quý vị tiền so những kết quả với cái vé số mà quý vị đã mua để ủng hộ cho đoàn viên trẻ chúng con. Thì mong rằng quý vị chúng ta càng mua nhiều thì càng ít để cho chúng con có điều kiện động lực tổ chức cho chương trình đêm xuân yêu thương ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, thời gian giờ là sắp đến 7 giờ 30 rồi. Theo sự chủ sự của cha xứ kính yêu, thì phút nữa sẽ long trọng bước vào chương trình đêm nhạc xuân yêu thương. Một lần nữa kính mong tới toàn thể quý vị chúng ta cùng khẩn trương trở về khu vực gia đình giáo xứ để ổn định chỗ ngồi của mình, để cùng với ban tổ chức chúng con ít phút nữa sẽ long trọng bước vào chương trình đêm nhạc xuân yêu thương ngày hôm nay. Toàn thể quý vị, với số tiền 50.000 đồng, 100.000, 200.000 đồng thì quý vị ăn tiêu cả năm rồi cũng hết. Kính mong tới toàn thể quý vị chúng ta cùng nghĩ về giới trẻ giáo xứ Đông Kê chúng con, bởi vì thế hệ giới trẻ là thế hệ tương lai của giáo hội cũng như xã hội, đặc biệt với thế hệ giới trẻ là con em của toàn thể quý vị trong mọi gia đình trong giáo xứ Đông Kê. Mà ngày hôm nay thì chúng con đang phát hành một lượng vé để cho chúng con có điều kiện động lực tổ chức chương trình đêm nhạc xuân yêu thương với những chương trình về sau của bạn giới trẻ trong giáo xứ. Rất kính mong tới toàn thể quý vị chúng ta cùng tiếp tục ra tay ủng hộ cho bạn giới trẻ chúng con bằng việc quý vị hãy mua những tấm vé mà các em đang phát hành ở khu vực cổng giáo xứ cũng như khu vực cổng đền Thánh Vinh Sơn. Một lần nữa xin được kính chúc cho toàn thể quý vị cùng với gia đình bước sang mùa xuân Mậu Tuất 2018 sắp tới luôn luôn được an khang, thịnh vượng, thành đạt và hạnh phúc. Xin ban âm thanh cho tí nhạc sàn đấy ạ, cho khí thế hơn ạ. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, chương trình xuân yêu thương ngày hôm nay chỉ còn ít phút nữa sẽ được diễn ra một cách long trọng tại sân cuối của trung tâm thánh đường giáo xứ Đông Kê. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị chúng ta cùng khẩn trương hơn nữa quý vị ơi. Nhiều may mắn trong cuộc sống ạ.
với những tình cảm của toàn thể quý vị thì quý vị được nhận tấm vé mà Ban Rất Trẻ Chúng Con đã phát hành trong những ngày qua, thì quý vị chúng ta cùng hướng mắt về khu vực cổng của giáo xứ để chứng kiến với những sự nhiệt tình hy sinh của tất cả các em các cháu của quý vị đang phát hành những cái tấm vé mà Ban Rất Trẻ Chúng Con đã phát hành. Thì một lần nữa kính mong tới toàn thể quý vị đã mua rồi, quý vị mua ít thì quý vị cùng vui lòng ra tay tiếp tục ủng hộ cho Ban Rất Trẻ Chúng Con, để cho chúng con có điều kiện động lực tổ chức chương trình gala giải trao cuối năm 2017 trong buổi tối nay. Thank you.
xin được làm chân thành kính mời tất cả các bạn giới trẻ đang xin hôm nay chúng ta cho tôi lắng nghe ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tại thành phố Hải Phòng lên tiếng ủng hộ với số đá là 50 anh. Tất cả các bạn chúng ta đã mất kéo ạ. Trở về khu vực Hải Phòng để cho Hải Phòng quan đảo ông Trùng Phi với số đá là 50 anh. Vâng, xin được kính chúc cho gia đình anh luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin các bạn đang phát hành vé đó ạ. Các bạn trở về khu vực chỗ anh Phong. Anh lên tiếng ủng hộ cho 50 vé luôn để cho chúng ta hết vé để bước vào chương trình ngày hôm nay ạ. Còn quý vị nào lên tiếng ủng hộ tiếp tục không ạ? Quý vị ơi, làm ăn cả năm 50.000, 100.000, 200.000 rất ít đuổi. Ngày hôm nay quý vị với tinh thần của toàn thể quý vị những ngày hôm nọ, ngày hôm qua, ngày hôm kia đã lên tiếng ủng hộ cho bạn giới trẻ chúng con. Bằng việc quý vị đã mua vé thì một lần nữa chúng con xin được cảm ơn. Xin được kính chúc cho toàn thể quý vị cùng với gia đình luôn luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Xin mấy bạn phát hành vé, chúng ta khẩn trương trở về khu vực chỗ anh Phong ạ. Xin quý vị tiếp tục ra tay ủng hộ. Còn quý vị nào không ạ? Vâng, chỉ còn một số vé rất ít đổi nữa thôi để cho chúng con sẽ bước vào chương trình số điều thương ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, bây giờ chúng tôi được biết thì anh Toàn đang ra tay tiếp tục ủng hộ với số vé là 20 vé, đúng không ạ? Vâng, khẩn trương các bạn ơi, theo loa chỉ dẫn ạ. Trở về khu vực anh Đoàn ạ. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Xin được kính chúc cho anh bước sang mùa xuân Mậu Tuất 2018 sắp tới luôn luôn được thành công, hạnh phúc. Qua lời chúng ta mừng tân niên chú ba. Dạ vâng, trong kính chất sứ kính mến, kính thưa toàn thể quý vị, chương trình Gala gặp nhau cuối năm 2017 trong buổi tối nay sắp được diễn ra một cách long trọng. Thì giờ đây cho phép con là ban điều hành giới trẻ cũng như ban tổ chức ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời chàng sứ kính yêu của chúng con sẽ trở về khu vực hàng bàn hàng ghế danh dự mà ban tổ chức chúng con đã gần sẵn, đặc biệt với những lời chia sẻ cũng như những lời chính thức tuyên bố khai mạc ngày hôm nay chúng con nhận được từ chàng sứ. Thì xin được trân trọng kính mời cha cùng vui lòng trở về khu vực sân khấu, và cũng xin được trân trọng kính mời tới tất cả các vị trong ban hội đồng phục vụ của giáo xứ ạ. Xin được trân trọng kính mời tới các thầy cũng như các cậu trong nhà chung cùng vui lòng trở về với những hàng ghế danh dự mà chúng con đã kết sẵn ngày hôm nay để cùng với chúng con sẽ long trọng bước vào chương trình đêm gala gặp nhau cuối năm. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời tới sự phối kết hợp giữa ban cống và hai ban kim nhạc của giáo sư Đông Khê cùng vui lòng trở về khu vực sân cuối để cùng cử lên những ca khúc hào hùng, đặc biệt chào đón mùa xuân Mậu Tuất 2018. Cảm ơn Thiên Chúa Mẹ Maria, Thánh và Thầy Phêrô đã ban cho toàn thể cộng đoàn giáo sư Đông Khê chúng ta trong suốt 365 ngày qua luôn luôn được bình an, giáo xứ được thăng tiến, phát triển mạnh mẽ hơn. Xin được trân trọng kính mời tới sự phối kết hợp giữa ban trống và hai ban kim nhạc ạ. Cùng vui lòng trở về sân khấu ạ. Một lần nữa cũng xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị còn đang hiện diện trên khắp mọi đường của sân OK. Cùng vui lòng khẩn trương trở về khu vực sân cuối ạ. Xin hai vị trưởng ban kèn điều hành cho tất cả các nhạc công vui lòng trở về sân cuối ạ. Xin mặt trống ạ. Vâng. Và giờ đây như chúng con được biết thì sự hiện diện của cha xứ Augustin của chúng ta đã hiện diện với ban tổ chức. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị đang hiện diện nơi đây cùng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của ngài trong đêm hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời hai ban kim nhạc cùng với ban trống ạ, vui lòng trở về sân cuối để cùng với ban tổ chức chúng con sẽ bước vào chương trình đêm gala gặp nhau cuối năm 2017 ngày hôm nay ạ.
được trân trọng kính mời cha xứ kính yêu của chúng con, xin được trân trọng kính mời quý thầy, quý cao ạ và các vị trong ban hội đồng mục vụ cùng vui lòng trở về với những hàng bàn hàng ghế danh dự mà ban tổ chức chúng con đã kết sẵn ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời tất cả các nhạc công nhà đạo quý vị khẩn trương lên ạ. Vâng, thời gian bây giờ đã là 19:43 phút rồi ạ. Xin tất cả các bạn giới trẻ chúng ta không tiếp tục vẫn tiếp tục vẫn phát hành nhé. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây xin quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu để chào đón sự hiện diện giữa ban trống và hai ban kim nhạc của giáo sư Đông Khê sẽ cử lên một ca khúc hào hùng để cảm tạ Thiên Chúa Mẹ Maria cùng các thánh và thầy đã ban cho cộng đoàn giáo sư chúng ta trong suốt một năm qua luôn luôn được bình an và giáo xứ được thăng tiến.
kết hợp giữa bàn trống và hai bàn kim nhạc của giáo xứ. Xin được kính chúc cho các nhạc công luôn luôn được mạnh khỏe. Xin được kính chúc cho bàn trống và hai bàn kim nhạc của giáo xứ Đô Khê chúng ta ngày một thăng tiến hơn. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị cùng vui lòng trở về khu vực sân cuối để cho ban tổ chức con sẽ long trọng bước vào chương trình đêm nhạc xuân yêu thương ngày hôm nay. Và xin quý vị chúng ta cùng hướng về sân cuối, nổ một tràng pháo tay thật lớn thật đồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của cha xứ kính yêu của chúng ta ngày hôm nay. Chúng con đã kế sẵn để cho chúng con lọc trọng bước vào chương trình ngày hôm nay. Cá xe có nhiều để cánh đồng mai sau sẽ để ấm lúa vàng chiếu bông. Nào những chân bạn ơi lên đường mang quyết tâm hy vọng, hãy ra chốn nước sâu mà con trai thả lưới. Chẳng ai chi sống gạo, thầy đã hứa giúp sức đỡ trở về khu vực sân cuối để cùng với bạn trẻ chúng tôi còn sẽ long trọng bước vào chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, để cho chương trình ngày hôm nay diễn ra một cách long trọng, giờ đây xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu để lắng nghe với những lời chia sẻ và những lời tuyên bố khai mạc ngày hôm nay của cha xứ kính yêu của chúng ta. Xin quý vị chúng ta cùng hướng về cha và nổ một tay thật lớn để chúc cha một năm mới luôn luôn được bình an và hạnh phúc. Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, quý vị tôn giáo bạn, các bạn trẻ rất thân mến, trong tối canh thức đón giao thừa hôm nay, tôi nghĩ rằng ngày Tết là ngày Tết cổ truyền của dân tộc, nó mang một cái ý nghĩa rất lớn. Không phải nó lớn để cho chúng ta, cho các bạn trẻ đi chơi, gặp gỡ, có những mối liên hệ. Nhưng nó lớn ở cái quan trọng đó là con người chúng ta với sự quy tụ trong gia đình. Sự quy tụ trong gia đình nó cần thiết để cho con cháu tưởng nhớ ông bà, để cho vợ chồng cảm thông yêu thương nhau hơn, để cho người người biết cộng tác với nhau xây dựng một xã hội thật ấm êm và hạnh phúc. Hôm nay quý vị về đây cùng với chúng tôi ở trong giáo xứ, mặc dù là không đông người lắm, nhưng mà cũng phần nào thể hiện được đó là chúng ta góp mặt với nhau trong đêm giao thừa hôm nay. Xin Chúa xuân chúc lành trên quý ông bà anh chị em, nhất là các bạn trẻ, chúng ta vui với nhau trong niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa cho dân tộc Việt Nam chúng ta đón nhận một cái Tết Xuân Mậu Thân năm nay. Xin Chúa xuân chúc lành cho tất cả mọi người. Và tôi xin tuyên bố buổi liên hoan văn nghệ canh thức chuẩn bị đón giao thừa hôm nay bắt đầu. Vâng, xin quý vị chúng ta cùng nổ tay thật lớn thật đồng nhiệt hơn nữa để cảm ơn tình cảm của cha xứ kính yêu dành cho toàn thể quý cộng đoàn đang hiện diện ở đây ạ. Chúng con xin được kính chúc cho cha mỗi sang mùa xuân mới 2018 sắp tới luôn luôn được bình an và tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa mẹ dưới tay, cùng với thầy cả chú xe để cha có một sức khỏe dồi dào và chiều lái một việc kính tình, đó là toàn thể cơ bản của các lúc này chúng ta mai sau sẽ để ấm lúa vàng chiếu bóng. Nào những chân bạn ơi lên đường mang quyết tâm hy vọng, hãy ra chốn nước sâu mà quán trai tha lưới. Chẳng ai chi sống gạo, thầy đã hứa giúp sức đỡ đời anh em ta cùng nhau. Và kính thưa toàn thể quý vị, để bước vào chương trình xuân yêu thương ngày hôm nay, đặc biệt bước vào chương trình bốc thăm may mắn, thì giờ đây xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu
để được thưởng thức với một tiết mục rất đặc biệt của tất cả các bạn giới trẻ cũng như các em nghĩa binh thân trẻ của các sư đô khê ngày hôm nay thể hiện và gửi tới toàn thể quý vị cũng như một lời chúc cho toàn thể quý vị cùng với gia đình bước sang mùa xuân 2018 luôn luôn được an khang thịnh vượng thành đạt và hạnh phúc. Và chúng con cũng xin được trân trọng kính mời tới ông trùm tránh Trần Văn Minh cùng vui lòng sắp xếp công việc để trở về khu vực sân cuối để bốc cho ban tổ chức chúng con những mã vé số ngày hôm nay. Toàn thể quý vị, vậy là năm hết Tết đến rước lộc vào nhà của các bà la, mọi nhà nó đủ vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, gia trẻ gái trai số 7 hạnh phúc, cầu an chúc phúc, chúc mừng năm mới với cử điều rất nóng bỏng của tất cả các em giới trẻ cũng như các bạn quý vị thân trẻ đã xin được về chúc con được gửi tới toàn thể quý vị một lần nữa xin được kính chúc cho toàn thể quý vị cùng với gia đình luôn luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây đã đến chương trình bốc thăm may mắn. Sau đây chúng con cũng xin được trân trọng kính mời tới ông trùm tránh Trần Văn Minh, đại diện cho đồng văn mục vụ sẽ bốc cho chúng con giải khuyến khích đầu tiên ngày hôm nay.
trọng kính mời tới tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu để cùng với ban tổ chức chúng con sẽ bước vào chương trình bốc thăm may mắn ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời hai người mẫu Thu Hà đại diện cho bạn giới trẻ của giáo sư Đông Kê, đặc biệt đến từ giáo họ Hoành Từ. Người mẫu Ngọc Vân của giáo sư Đông Kê cùng vui lòng trở về khu vực sân khấu. Và người mẫu Ngọc Vân đến từ giáo họ Tây Kê tiếp tục về để cho bạn tổ chức thuận lợi. Và trước khi bước vào chương trình bốc thăm may mắn thì xin được trân trọng kính mời tới ông Trùng Tránh sẽ kiểm tra cho chúng con. Thưa quý vị, đây là những kết quả hoàn toàn trùng khớp với những cái mã vé số mà chúng con đã phát hành trong những ngày qua. Với tình cảm và sự ủng hộ của toàn thể quý vị thì giờ đây chúng con xin được trân trọng kính mời ông Trùng Tránh sẽ có đôi lời kiểm tra về cái số phiếu của chúng con được niêm phong một cách rất nghiêm ngặt. Xin ông kiểm tra có vấn đề gì không ạ? Nói chung thế là tất cả các số phiếu trong này bị kín. Nói chung ai có vé số thì đọc ta nhớ số cho để mà lên cho phần thưởng nhanh xong. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Trưởng Tránh rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây chúng ta sẽ bước vào giải đầu tiên là giải khuyến khích. Giải khuyến khích ban tổ chức chúng con đưa ra là 30 giải. Tổng trị giá của mỗi giải là 575.000 đồng. Xin quý vị nghe đó ạ, 575.000 đồng và có 30 giải. Và kết quả của ban tổ chức chúng con sẽ hoàn toàn khớp và trùng với những cái mã vé mà quý vị đã mua ủng hộ cho chúng con trong những thời gian qua. Xin quý vị chúng ta cùng nhanh tay ra hết những cái vé số đi ạ. Vâng, giờ đây xin được trân trọng kính mời ông sẽ cắt hòm. Và kết quả đầu tiên ạ. Xin ban nhân cầm một cái ghế. Vâng. Thưa quý vị, giải đầu tiên của chương trình bốc thăm may mắn ngày hôm nay là giải khuyến khích và mã số đầu tiên xin được trân trọng kính mời ông ạ. Vâng. Thôi nhá, chuẩn nghĩa cái thôi, nhanh chóng. Vâng, xin ông đọc cho ạ. 0825. Vâng, số đầu tiên là 0825. Xin các bạn viết bé ạ, 30 giải cơ. Các bạn xóa đi ạ, viết bé ạ. Viết bé rồi, viết bé không, 30 giải cơ. Xin ông bốc tiếp theo ạ. Vâng, ông 0825. 0825. Quý vị ở bên dưới có nhìn thấy không ạ? To lên một tí nữa. To lên một tí nữa để cho quý vị nhìn thấy ạ. Vâng, người đầu tiên đó là anh Trần Văn Thành của đội sư Đông Kê sẽ nhận được một phần quà trị giá 575.000 đồng của ban tổ chức. Xin ông kiểm tra vé. Vâng. Xin bạn Nhơn lấy một hộp để bỏ cái vé này ạ. Vâng, được rồi, tí nhân theo quà luôn ạ, cho nó nhanh ạ. Ông bốc tiếp theo ạ. Vâng, thời gian không có nhiều ạ, thời gian có hạn. Vâng, ông bốc tiếp theo ạ. Trao luôn phần quà. Vâng, tí là chúc thể nhá. Dạ. Số tiếp theo quý vị ơi, xin ông cứ đọc nhanh ạ, để cho thời gian chạy đi ạ. 1105. Số tiếp theo của giải khuyến khích đó là 1105. Vâng, xin ông bốc số tiếp theo ạ. Vâng, 1105. Quý vị nào trúng thì xin quý vị nhanh tay ạ. Chỉ có 30 giải, nếu mà quý vị chúng con đọc hết 30 giải mà quý vị không trúng thì ban tổ chức chúng con còn những cái vé còn lại là của ban tổ chức con. Đấy, quý vị phải thông cảm cho thôi, ban tổ chức con. Vâng. Số tiếp theo là 1651. 1651 ạ, các bạn viết tay khẩn trương. Xin ông bốc tiếp theo ạ. Vâng. Ông ơi, vâng, xin ông bốc số tiếp theo ạ. 1651. Số tiếp theo là 1737. 1737. Vâng, xin ông bốc theo tiếp theo ạ. Nhân lấy một cái ghế đấy nhân ạ. Quý vị ở bên dưới có nhìn rõ kết quả không ạ? Xin hai bạn bê lũi cái bảng lên trên ạ. Xin hai các bạn bê lũi cái bảng lên trên ạ. Vâng, cứ đứng trên viết ạ. Còn quý vị nào được thì xin quý vị nhanh tay ạ. Xin cho chị Tân vào sân, xin tốt nhất viết phát quà lúc nào.
để cho thời gian nhanh đi nào. Số tiếp theo ạ, xin ông đọc ạ. 1912. 1912. Xin ông bốc tiếp. Cứ bốc luôn ạ. 1, số tiếp theo ạ. Xin quý vị nhanh tay nhanh mắt ạ. 0969. 0969, xin hai người mẫu của bạn tổ chức viết ạ. Vâng. Quý vị được thì quý vị cùng nhanh tay nhanh mắt ạ. Số tiếp theo của giải khuyến khích. 0905. 0905. Và các quý vị cứ nhìn ở trên bảng ạ. Quý vị có nhìn thấy không ạ? Quý vị ở bên dưới có nhìn thấy không ạ? À, xin ánh sáng ạ, cho một cái pha vào đây. Quý vị bên dưới có nhìn thấy không ạ? Ông cứ bốc ạ. Vâng, ông cứ bốc số tiếp theo. Không bốn không bảy ạ. Không chín một không. Số tiếp theo của giải khuyến khích ạ. 0812. 0812, xin ông đảo ở bên dưới lên ạ, cho nó cho toàn thể quý vị thấy được sự minh bạch của bạn. 1823. 1823, số tiếp theo của giải khuyến khích ạ. Vâng, ông cứ bốc xong nó bỏ luôn vào đấy ạ. Bạn nào nhận được thì xin số chị nhận cho quà luôn ạ. Với những phần quà được nhập khẩu Nguyên Đài Nguyệt Thiên Tài thành phố Hồ Chí Minh, tổng trị giá của giải khuyến khích đó là 575.000 đồng. Xin những bạn nào nhận vé các bạn bỏ luôn vào đây ạ. Bỏ luôn vào cái hộp này ạ. Vâng, bỏ luôn hộp. Số tiếp theo là 1268. 1268 ạ. Quý vị nào trúng thì quý vị cứ tự nhiên lên lấy phần quà của ban tổ chức ạ. Số tiếp theo là 0875. 0875. Vâng, xin quý vị cứ nhìn vào bảng ạ. Bao nhiêu số đấy ạ, bao nhiêu giải đấy ạ? 0875. 0875, đi chưa? Rồi, 0875. Có 30 giải đó, các bạn ghi dưới hẳn ra cho bên dưới cho ta nhìn ạ. Một chín sáu bảy. 1967. Viết thành ba dòng cho nó rộng nhá. Thôi nốt cái giải này, những giải sau viết rộng ạ. Chúng ta lấy đồ rộng luôn đi con này. 1636. 1636, cứ bốc. Quý vị ở bên dưới có nhìn thấy rõ bảng không ạ? Vâng, nếu mà rõ bảng thì tất cả các giải đã được viết khu vực trên. 1787. 1787. Công an ngay số nào là gạch luôn nhá. Đủ 30 giải, ban tổ chức sẽ sổ ra 30 giải, đủ 30 giải cho quý vị ạ. 0437. 0437. Tí hai người mẫu xinh đẹp của ban tổ chức viết rộng ra để cho quý vị khán giả dễ nhìn ạ. Người mẫu Ngọc Vân ạ, đứng xa đây cho quý vị dễ nhìn ạ. 0884. 0884 ạ. Vâng, xin gặp chỗ người mẫu Kim Hà. Vâng, để so với kết quả ban tổ chức ạ. Một bốn hai bốn. 1424. Một tám bảy bảy. 1877. Bên này ạ, bạn nào chúng thì xoay về bên này ạ.
4, 7, 8. Vâng, như chúng tôi được biết thì rất nhiều quý vị chúng được giải khuyến khích của ban tổ chức. 0736. Người mẫu Ngọc Vân cứ biết là người mẫu Kim Hà sẽ so kết quả. Một hai bảy tám. Không sáu hai năm. Vâng, xin ban âm thanh cho tôi là một tí nữa, bởi vì chỉ có người mẫu biết thôi ạ. Còn quý vị nhìn vào bảng ạ. Vâng, cứ gặp người mẫu Kim Hà. Vâng. 1 2 8 9 1 2 8 9. Xin ông cứ đào đều khu vực bên dưới để cho quý vị thấy sự tinh bạc của ban tổ chức ạ. 1 6 9 4 1 6 9 4. Thế là 28, giải đấy ạ. 28, chỉ còn 2 vé nữa. Vâng, chỉ không có 2 vé nữa. 0 3 8 6 0 3 8 6. Đủ bác đấy phải ạ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông rất nhiều. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, với giải khuyến khích là 3 vé. Còn một giải nữa. Vâng, xin ông bốc đủ cho ban tổ chức còn một giải ạ. Vâng, ông bốc một số nữa. Và kính thưa toàn thể quý vị, với 30 giải của giải khuyến khích chúng con đã sổ ra rồi, thì quý vị nhanh tay nhanh mắt hơn nữa để so với những kết quả mà ban tổ chức chúng con đưa ra. Và cũng kính mong tất cả quý vị chúng ta cùng vui lòng thông cảm, bởi vì chúng con không có máy chiếu, chỉ còn viết lên bảng thôi. Thì một lần nữa quý vị chúng ta cùng vui lòng nhanh tay nhanh mắt ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị, giải khuyến khích có 30 giải thì để thay đổi không khí một tí, con xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị đang hiện diện ở đây cùng với lòng trở về hướng về sân khấu để được thưởng thức với màn múa đặc biệt nhất của các em ấu nhi trong toàn giáo sư Đông Khê ngày hôm nay thể hiện. Xin ông thương và bảo quản cho tất cả các em chúng ta cùng vui lên sân khấu. Xin hai người mẫu đứng một cho một bên. Vâng, cứ đứng lên thả dáng cho nó vô tư ạ. Vâng, đấy, đứng vào đây để cho quý vị tiện theo dõi. Xin và chúng con cũng xin được trân trọng kính mời tới một vị đại diện cho ban mục vụ của giáo họ Hoành Từ vui lòng trở về sân khấu để bốc cho chúng con một giải tiếp theo ạ. Xin tất cả các bạn ấu nhi chúng ta khẩn trương lên sân khấu ạ. Thời gian ngày hôm nay không an ạ, gần đến giao thừa rồi. Con xin được trân trọng kính mời tới ông Paulo Đỗ Văn Tài, trưởng ban phục vụ của giáo họ Hoành Từ, vui lòng trở về sân khấu để bốc cho ban tổ chức chúng con của giải tiếp theo. Các bạn cẩn trương ạ, các bạn cẩn trương lên, tất cả các bạn lên ạ. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị ạ, để chào đón sự hiện diện của các em ấu nhi trong toàn giáo sư Đông Khê ngày hôm nay ạ. Vâng, vì điều kiện công việc ông Tài chưa trở về thì sẽ bốc giải tiếp theo sau của ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời ông Pedro Đào Văn Thu, đại diện cho ban mục vụ của giáo họ Nam Khê, sẽ bốc cho ban tổ chức chúng con giải tiếp theo của ngày hôm nay. Vâng, sau khi các em thưa toàn thể quý vị, sau khi các em múa một cử điệu đặc biệt để gửi tới toàn thể quý vị, cũng như một lời chúc cho quý vị cùng với gia đình bước sang mùa xuân sắp tới được mạnh khỏe, thì chúng con sẽ bước vào giải tiếp theo. We'll be right back.
xin tất cả những bạn trong ban giấy trẻ của giáo sứ Đức Khê đang phát hành lượng vé số của mình. Các bạn chưa vé bán được hết thì các bạn vui lòng đưa về cho chỗ trình thương. Tất cả những bạn chưa bán hết vé, các bạn vui lòng mang trở về khu vực chỗ trình thương. Lời mẹ là vâng theo ý Chúa trong đời. Tình yêu Chúa tuyệt vời cho con làm người có mẹ có cha. Tình yêu Thiên Chúa thiên tha con được no ấm tình cha nghĩa mẹ. Bạn nào đang ăn vé chưa bán hết thì các bạn vui lòng mang về cho chị Nhân, và chị Nhân sẽ thưởng cho mỗi bạn bán hai vé luôn. Vâng lời mẹ. Nếu bạn nào xuống bên dưới chúng thì các bạn sẽ được nhận quà. Vâng lời cha, vâng lời mẹ, là vâng theo ý Chúa trong đời. Cảm ơn Chúa ngàn đời, cho con nên người ngoan hiền dễ thương. Hồng trầm giàu ly sớm hôm, mai đây khôn lớn làm anh chàng vào đời. Vâng lời mẹ là vâng theo ý Chúa trong đời. Tình yêu Chúa tuyệt vời cho con năm người có mẹ có cha. Tình yêu Thiên Chúa thiết tha con được no ấm tình cha nghĩa mẹ. Vâng lời cha, vâng lời mẹ là vâng theo ý Chúa trên trời. Lời cha, vâng lời mẹ, là vâng theo ý Chúa trong đời. Tạ ơn Chúa ngàn đời cho con nên người ngoan hiền dễ thương nhẹ. Học chăm giáo lý sớm hôm, mai này khôn lớn làm hành trang vào đời. Vâng lời cha, vâng lời mẹ, là vâng theo ý Chúa. Vâng lời cha, vâng lời mẹ, là vâng theo ý Chúa trong đời. Vâng lời cha, vâng lời mẹ, là vâng theo ý Chúa trong đời. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn sự diện của tất cả các em ở đây rất nhiều. Xin các em tiếp tục về ghế để so với những mã vé mà ban tổ chức tiếp tục bốc. Và kính thưa toàn thể quý vị, ban tổ chức còn có nhận được một chiếc chìa khóa này. Quý vị nào rơi thì vui lòng trở về sân khấu liên hệ để nhận lại từ ban tổ chức chứ còn ngày hôm nay. Quý vị nhìn đó, một chiếc chìa khóa, một chiếc chìa khóa và một chiếc bông hoa rất đẹp. Quý vị nào rơi thì vui lòng trở về sân khấu ạ. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời tới ông Phêrô Đào Văn Thu, đại diện cho ban mục vụ của giáo họ Nam Khê, sẽ bốc cho chúng con giải tiếp theo của ban tổ chức. Và kính thưa toàn thể quý vị, vì tình cảm cũng như sự ủng hộ của toàn thể quý vị không trúng vào giải này thì quý vị trúng giải sau. Xin hai người mẫu xóa giải này đi ạ. Vâng. Xin được trân trọng kính mời tới người mẫu Ngọc Hà đó. Ngọc Hà vui lòng tiếp tục trở về sân khấu ạ. Xin mời bạn lên ạ. Quý vị nào mà rơi chìa khóa thì gặp ban tổ chức để nhận lại ạ. Vâng. Và kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây là giải 6 và giải 6 sẽ có 20 giải và tổng chi giá của mỗi giải đó là 999.000 đồng. Quý vị cùng vui lòng nhanh tay nhanh mắt hơn nữa để cho thời gian ngày hôm nay tiến triển một cách nhanh chóng hơn.
Và giờ đây xin được trân trọng kính mời tới ông Trùm Đào Văn Thu, đại diện cho ban mục vụ của Đại học 5G, giám đốc cho chương quan giải 6. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị, giải đầu tiên của giải 6 đó là mã số 1899 ạ. Xin bạn Vân ạ, bạn Vân khẩn trương hết luôn lên bảng. Xin ông Trùm tiếp theo bốc. Cái nào bốc là bỏ luôn vào đây ạ. Và cái nào bốc là bỏ luôn đấy ạ. Không. Xin được trân trọng kính mời tới bạn Lê Mẫu. Lấy máu Kim Anh đó, lấy máu Kim Anh của giáo sư Đông Kê đó, vui lòng trở về sân khấu để giúp cho ban tổ chức những công việc ở khu vực trên. Không năm một một, không năm một một. Thế nào ông bốc rồi, ông cứ bỏ luôn vào trong hòm này. Các bạn đã ghi ở trên này. 1550 1550 ông cứ bốc liên tục đi ạ. 1550 1764 1764 bạn nào được thì xin mời chỗ bạn nào. Bạn Vân, vâng bạn Vân xoa luôn kết quả, gạch luôn, gạch luôn không lên. Xin chỗ Nhân kết quả luôn ạ. 0227 0227 những bạn, tất cả các bạn giới trẻ đang phát hành lượng vé của ban tổ chức, bạn nào không bán hết thì vui lòng trả về cho chỗ Kỳ Nhơn nhá. 0464 0464 dù gì đâu ai cũng nhớ cùng chung vui bên gia đình. 0877 0867 0867 0874 0874 xin âm thanh cho tiếng nhạc ạ. 0671 0671 nhạc cái cho to lên ạ, bởi vì đã có kết quả trên bảng rồi ạ. Một tám chín ba những bạn nào đã cầm vé bán cho ban tổ chức thì các bạn vui lòng trở về khu vực sân khấu để hoàn lại những cái vé còn lại cho chỗ Trịnh Nhơn, và chỗ Trịnh Nhơn sẽ thưởng cho mỗi bạn hai vé. 1183 1183 1975 20 giải đấy bạn Vân nhá. 20 giải nhá. Không năm không năm không chín không năm không chín ông có bốc đặt sâu thùng luôn. 0367 0367 1748 20 giải các bạn ạ. Xuân xuân đã xuân đến rồi, cánh đã bay về cho tình mình nồng nàn.
của 26 nhé. Cảm ơn ông Peru Đào Văn Thu, đại diện cho văn vụ của Nhóm Hoa Nam Kê. Xin được kính chúc cho ông với sáng năm mới luôn luôn được mạnh khỏe. Vâng. Vâng, quý vị tiếp tục phong vía. Sư Phương Xá tiếp tục mua vía, xin cho bạn nghe phát ảnh vía. Vâng, xin quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu và theo dõi các bạn. Vâng, vâng. Không, vé số này là của giáo sư Đô Khai phát ảnh ạ. Thầy quý vị, giải 6 của ban tổ chức cho con có 20 giải và mỗi giải trị giá là 999.000 đồng. Quý vị cùng nhanh tay nhanh mắt trở về hướng về chiếc bảng của ban tổ chức để so với những kết quả mà ban tổ chức cho con đã bốc vừa rồi do ông Phêrô Đào Văn Thu đại diện cho ban mục vụ của giáo họ Nam Khê. Thì một lần nữa kính mong tới toàn thể quý vị chúng ta cùng khẩn trương ạ. Và giải này có 20 giải thì nó cũng hơi lâu, xin hai bạn vui lòng mang về bên cạnh. Và xin được chân trọng kính mời tới tất cả các bạn giám khảo của giáo sư Đô Khai chúng ta đâu ạ. Trong đoàn văn nghệ ạ, chúng ta cùng vui lòng trở về sân khấu và gửi tới quý vị đang hiện diện ở đây với một tiết mục đặc biệt nữa để bước vào giải sau ạ. Xuân 2018 do sự thể hiện của tất cả các bạn giới trẻ trong toàn giới Đô Khai ngày hôm nay thể hiện. Xin các bạn nhanh chân ạ, các bạn ra lên sân khấu ạ. Thời gian không còn phép ạ. Điều kiện các bạn chưa chuẩn bị xong. Sau đây chúng ta cùng đến với giải tiếp theo của đêm hôm nay ạ. Chúc con xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho ban mục vụ của giáo họ Tây Khê ạ. Vâng, một vị đại diện cho ban mục vụ của giáo họ Tây Khê sẽ lên bốc cho ban tổ chức chúng con giải tiếp theo ạ. Vâng, xin cho nhìn nhận ạ. Bạn tiếp tục tranh tuyển ở Tây Khê với 10 vé. Vâng. Quý vị ơi, vui chơi có thưởng mà. Cái thứ hai là quý vị để ủng hộ cho ban giới trẻ chúng con, cho chúng con có điều kiện động lực tổ chức ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời tới một vị đại diện cho ban mục vụ của giáo họ Tây Khê. Vâng, xin được trân trọng kính mời tất cả các bạn giới trẻ đó ạ. Chúng ta trở về sân khấu đấy ạ, múa một bài ạ. Và giờ đây xin quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu nổ một tay thật lớn thật đồng nhiệt để chào đón sự diện của tất cả các bạn rất trẻ trong toàn giáo sư Đô Khai ngày hôm nay thể hiện với một ca khúc mừng xuân 2018. Và chúng con được biết thì các vị đại diện cho ban mục vụ của giáo họ Tây Khê và Hoành Từ chưa hiện diện
thì con cũng xin được trân trọng kính mời tới ông Phêrô Phạm Văn Huân, đại diện cho ban phục vụ của giáo xứ Đông Khê, sẽ lên bốc cho ban tổ chức cho con giải tiếp theo. Con xin ông chuẩn bị công việc của mình. Thank you.
xin được cảm ơn với sự thể hiện rất thành công của các bạn giới trẻ trong sân đấu ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, vậy là mùa xuân về lòng người như mà hội, như giao duyên nối cắt giữa đất trời và như tình yêu chấm nở giữa loài người. Hòa cùng với niềm vui của toàn thể mọi người trên khắp cả nước Việt Nam, thì ngày hôm nay ban giới trẻ cũng như ban tổ chức chúng con được sự quan tâm yêu ái đặc biệt của cha xứ kính yêu và được sự công tác giúp đỡ nhiệt tình của hội đồng ban mục vụ đã cho phép ban giới trẻ chúng con tổ chức chương trình gala gặp nhau cuối năm 2017 trong buổi tối hôm nay. Một lần nữa chúng con xin được cảm ơn cha xứ kính yêu, cảm ơn sự công tác của ban hội đồng mục vụ cùng với tất cả các ban ngành đoàn hội trong giáo xứ. Ban tổ chức tôi cũng xin được chân thành cảm ơn ban âm thanh ánh sáng minh cận của giáo xứ Đô Khê, ban truyền thông của giáo xứ, ban an ninh trật tự kết hợp giữa xã hội cũng như xã hội, đặc biệt với quý vị đại diện cho các cấp chính quyền của địa phương đã giúp cho ban tổ chức chúng con về vấn đề an ninh trật tự ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con cũng xin được cảm ơn với những tình cảm của toàn thể quý vị đã dành cho ban giới trẻ chúng con bằng việc quý vị đã mua những tấm vé mà ban giới trẻ chúng con đã phát hành trong những ngày qua. Và hiện tại thì chúng con vẫn phát hành vé, quý vị muốn ủng hộ cho ban giới trẻ chúng con thì quý vị vui lòng liên hệ trực gặp chỗ chị Nhân để tiếp tục mua vé để ủng hộ cho ban giới trẻ chúng con ngày hôm nay. Như quý vị đã được biết thì trên sân khấu còn rất là nhiều giải mà giờ chúng con sẽ bốc tới 10 giải của giải 5 và mỗi giải tổng trị giá là 2.500.000 đồng. Và chúng con vì điều kiện không cho phép, chúng con xin được bốc tiếp theo của giải thứ tư. Giải thứ tư có 5 giải và mỗi giải trị giá là 3 triệu. Quý vị cùng nhanh tay nhanh mắt trở về hướng về sân khấu. Và giờ đây chúng con xin được trân trọng kính mời ông Phêrô Phạm Văn Huấn, đại diện cho ban mục vụ của giáo xứ Đô Khê, sẽ bốc cho chúng con 10 giải 5 ngày hôm nay. Xin hai người mẫu của ban tổ chức đứng lên trên ạ. Vâng, đứng hẳn lên trên này ạ. Cả thân màu đen ạ. Đứng vào bên này ạ. Vâng, xin trước tiên chúng con xin được ơn sự diện của ông Phạm Văn Huấn ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây chúng con xin được bốc 10 giải của giải 5 ngày hôm nay. Xin ông đảo đều để cho quý vị được thấy sự công minh của ban tổ chức. Có 10 giải, nhưng mà vì điều kiện không cho phép thì quý vị cũng phải thông cảm với chúng con. Chúng con sẽ bốc 10 giải của giải 5. Chúng con sẽ ghi dòng trên và xin hai người mẫu sẽ gạch một gạch ngang này và bốc tiếp theo 5 giải của giải 4 ở bên dưới. Quý vị nào trùng với phần thưởng nào thì xin chỗ chị Nhân, đặc biệt chỗ bạn Vân phải để ý. Và giải đầu tiên xin ông bốc 10 giải của giải 5. Số đầu tiên là xuân đi rồi xuân đến cho những sao 0662. Vâng, xin ông tiếp tục bốc 10 giải luôn ạ. Đủ 10 vé luôn. Ông cứ bốc tận sâu bên dưới, ở bên dưới mà người ta mới trúng ạ. 12523. 1, 2, 5, 3. 10 giải của giải 5, tổng trị giá mỗi giải là 2.550.000 đồng. 0378. Số tiếp theo là 0378 ạ. Vâng, xin cho chị Nhân nhận luôn vé. Cho bạn Hà sẽ kiểm vé và vẫn luôn vào hòm ạ. Vâng, với phần quà là 2.550.000 đồng, đã thuộc về một bạn đến từ giáo họ Hoành Từ. 1376. 1376, vâng, xin ông cứ tiếp tục không ạ. Vâng. 1056. 1056. 0249. 0249. Không ba chín một. Nắng cho nhau cuộc đời trên đất mẹ. 1192. 1192. Vâng, cứ chung với bé nào thì xin cho chị Hà kiểm bé. Vâng. Đủ 10 bé chưa? Hai người mẫu Ngọc Vân ạ. Không bốn năm một.
0451. Gia đình luôn hạnh phúc sung vầy. 6900. 6900. Đủ chưa ạ? Đủ mây ạ. Vâng, xin ông cứ đứng nguyên ạ. Tí bốc cho chúng con 5 giải tiếp theo. Xin đủ mây vé ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị, vì thiếu điều kiện thời gian không cho phép, chúng con sẽ bốc 5 giải, 5 má vé của giải tư luôn để cho quý vị tiện theo dõi. Và cũng mong rằng quý vị chúng ta chung với kết quả của giải nào thì quý vị sẽ nhận được kết quả của giải đó. 10 giải trên, mỗi giải trị giá là 2.550.000 đồng. Và giờ đây có 5 giải của giải tư, tổng trị giá mỗi phần thưởng là 3.000.000 đồng. Đấy, quý vị vui lòng nhanh tay nhanh mắt ạ. Vâng, xin ông bốc 5 giải của giải tư luôn ạ. Thưa toàn thể quý vị, với những chiếc ấm siêu tốc được nhập khẩu nguyên đài nguyên kiện tại Hàn Quốc đã trở về với giáo sư Đông Khê. Và không biết thường về quý vị nào thì quý vị cùng nhanh tay nhanh mắt ạ. Vâng. Số đầu tiên xin là 6000. Vâng, số đầu tiên là 6000 chặn luôn ạ. 6000. Vâng, với một chiếc ấn siêu tốc. Vâng, không biết là siêu tốc hay là 2.550.000 đồng ạ. Xin mời. Chúng mình nào thì bạn Hà phải bỏ vào đây ạ. Giải nào ạ? Giải dưới, giải trên ạ. Giải dưới, vâng, một chiếc ấn siêu tốc đã thuộc về ạ. Được nhập khẩu nguyên đài nguyên kiện tại Hàn Quốc đã trở về với giáo sư Ok. Giải nào? Bạn mình xoan luôn ạ, vâng. Một bảy ba không. Đủ năm ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông Pedro Phạm Văn Luân. Xin được kính chúc cho ông cùng với gia đình bước sang mùa xuân 2018 sắp tới luôn luôn được an khang thịnh vượng, thành đạt hạnh phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị, vì điều kiện thời gian không cho phép, xin quý vị chúng ta cùng nhanh tay nhanh mắt hơn nữa hướng về chiếc bảng của ban tổ chức để so với những kết quả của ban tổ chức còn đã bốc một đời ạ. Xin ban âm thanh cho tôi một tí nữa để thay đổi một tí ạ. Sẽ đến với giải ba của ban tổ chức cho con. Thì cũng xin được trân trọng kính mời tới ông Nguyễn Văn Phi, đại diện cho ban mục vụ của giáo sư Đông Khê, sẽ vui lòng trở về sân khấu để bốc cho ban tổ chức cho con những giải tiếp theo. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông cùng vui lòng sắp xếp công việc, vui lòng trở về sân khấu để bốc cho chúng con giải tiếp theo của ngày hôm nay. Thời gian không cho phép ạ. Xin quý vị nhanh tay nhanh mắt hơn nữa. Chúng ta sẽ đếm to từ 10 đến 1. Xin được trân trọng kính mời tới ông Pedro Nguyễn Văn Phi, đại diện cho ban mục vụ của giáo xứ, vui lòng trở về sân khấu để bốc cho chúng con những giải tiếp theo. Xin quý vị chúng ta cùng đếm to từ 10 đến 1 ạ. Nếu mà quý vị không trúng thì ban tổ chức chúng con sẽ bốc giải tiếp theo ạ. Các bạn ơi, các bạn đếm to được không ạ?
kính thưa toàn thể quý vị, những quân số mà quý vị không trùng thì những cái vé mà ban tổ chức chúng con còn lại coi như ban tổ chức chúng con trúng để hoàn vốn lại những cái phần quà chúng con đã mua. Kính mong tới tất cả quý vị chúng ta cùng vui lòng thông cảm cho ban tổ chức ngày hôm nay. Nhưng giải đặc biệt con cũng xin được thông báo tới toàn thể quý vị được biết, giải đặc biệt chúng con sẽ bốc ra, nếu mà quý vị nào không trúng chúng con lại bốc tiếp, thì duy nhất giải đặc biệt thôi ạ. Còn những giải này thì chúng con phải hoàn vốn lại. Xin ai thì báo xóa đi ạ. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời ông Phêrô Nguyễn Văn Quy, đại diện cho ban mục vụ của giáo xứ Đô Khê sẽ bốc cho chúng con 3 giải của giải 3. Vâng, 3 mã vé số. Vâng, vâng, số đầu tiên của giải 3. Và kính thưa toàn thể quý vị, 3 giải 3 là mỗi thùng bia được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Paris, nước Pháp đấy, trị giá là 3 triệu. Quý vị có trúng thì quý vị nhanh tay nhanh mắt lên ạ. Vâng, số đầu tiên là số giải 3, 1779. Vâng, số đầu tiên là 1779. Vâng, xin ông bốc quả vào đây ạ. Số nào ông bốc rồi, ông quả vào đây. Vâng, không hai bảy hai. Đã có người chúng, xin chúc mừng anh hội của giáo sư Đô Khê. Xin anh gặp người mẫu Kim Hà. 1444. Vâng, 1444. Và kính thưa toàn thể quý vị, 3 giải của giải 3 đã được ông Trùm Phêrô Nguyễn Văn Quy bốc hộ ban tổ chức cho con. Chúng con xin được cảm ơn ông rất nhiều. Xin được kính chúc cho ông cùng với đại gia đình bước sang mùa xuân 2018 luôn luôn được an khang, thịnh vượng, thành đạt và hạnh phúc. Quý vị nào trúng thì xin quý vị nhanh tay nhanh mắt trở về sân khấu ạ. Vâng, thế là hai người trúng ạ, chỉ còn một số duy nhất ạ. Một số duy nhất đi đi. Giờ đây chúng ta sẽ đến với giải 2 của ngày hôm nay. Giải 2 sẽ có 2 giải và mỗi giải trị giá là 9.570.000 đồng. Xin được trân trọng kính mời ông Vicente Nguyễn Văn Cường đến từ giáo họa Tây Khê sẽ vui lòng trở về sân khấu để bốc chờ ban tổ chức cho con 2 số của giải 2 ngày hôm nay. Quý vị phải nhanh tay nhanh mắt ạ. Vâng, giải 2 đó là những chiếc quạt cũng như những đồ gia dụng lau nhà được nhập khẩu nguyên đại nguyên kiện từ California, nước Mỹ, trị giá là mỗi giải 9.950.000 đồng. Vâng, xin ông vui lòng bốc cho chúng con 2 số của giải 2. Vâng, ông cứ đảo đều bên dưới đi ạ. Vâng, số đầu tiên của giải 2. Vâng, xin ông bốc và ông đọc cho ban tổ chức chúng con ạ. Vâng, một ba ba ba. Số đầu tiên của giải 2 là 1333. Vâng, xin ông bốc tiếp theo. Vâng, tớ qua số không được như thế nào chắc kinh. Không sáu bảy bốn. Vâng, thế là hai số của giải 2 được do sự ủng hộ và của ông Trùm Vicente đến từ giáo họa Tây Khê đã ủng hộ cho ban thế trả chúng con. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn ông rất nhiều. Xin được kính chúc các ông cùng với gia đình bước sang mùa xuân 2018 luôn luôn được an khang, thịnh vượng, thành đạt và hạnh phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị, trên bảng của ban tổ chức chúng con đã bốc ra những mã vé. Thì một lần nữa kính mong tới toàn thể quý vị chúng ta cùng nhanh tay nhanh mắt ạ. Giải 3 của ngày hôm nay còn một số 0272. Giải 2 của ban tổ chức còn một số là số 1333. Quý vị nào trúng thì xin quý vị nào nhanh tay nhanh mắt trở về sân khấu để nhận phần quà từ ban tổ chức cho con ngày hôm nay. Vâng,
và kính thưa toàn thể quý vị, để bước vào giải nhất và giải đặc biệt ngày hôm nay, giờ đây con xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu để được thưởng thức với một màn múa rất đặc biệt của tất cả các bạn thiếu nhi thánh thể trong toàn đất xứ Đông Khê thể hiện. Và kính thưa toàn thể quý vị, giải đặc biệt ngày hôm nay đó là một chiếc TV 52 in được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản và tổng trị giá là 20.570.000 đồng. Xin thưa về quý vị nào thì xin quý vị cùng thả nhanh tay nhanh mắt cùng vui lòng trở về sân khấu để so với những kết quả mà ban tổ chức chúng con sẽ bốc trong ít phút nữa. TV này là TV siêu mỏng nên phải nhìn xuyên được. Xin tất cả các bạn giới thiệu các bạn Nghĩa Minh Thanh Thể của Đó Sẽ Ok vui lòng trở về sân khấu đã. Mừng Tết em và lòng em nhẹ nhàng trên nơi vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người nhà sẽ gặp lành Tết sau đường như lọc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng mỗi em đến phòng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Áo trắng nơi đời khắp phố người người đi hái lòng. Đèn xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân lòng phụ về đây xuân ngày phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết em và lòng em nhẹ nhàng khi nơi vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người nhà sẽ gặp lành Tết sau đường như lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng hỡi em đến phòng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Phố người người đi hái lòng đèn xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân lòng phụ về đây xuân ngày phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết em và lòng em nhẹ nhàng khi nơi vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người nhà sẽ gặp lành Tết sau đường như lạc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng hỡi em đến phòng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Áo trắng nơi đời khắp phố người người đi hái lòng đèn xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân lòng phụ về đây xuân về phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết tiên và lòng tiên nhà nhà cây nơi vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm ngày đón Tết xa và kính chúc người nơi sẽ gặp lành Tết sau đường như đã hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng hỡi em đến phòng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, với vũ khúc cùng chúc tân xuân do sự thể hiện rất thành công của các bạn Nghĩa Minh Thánh Thể trong giáo xứ Đông Khê thể hiện được gửi tới toàn thể quý vị một lần nữa, xin được cảm ơn sự diện của tất cả các bạn rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây sẽ đến với
chương trình bốc số may mắn ngày hôm nay. Và chúng con xin đếm to từ 10 đến 1. Nếu quý vị không trúng cái này, chúng con xin hủy những cái số mà chúng con đã bốc rồi. Xin quý vị chúng ta cùng đếm to cùng với ban tổ chức chúng con ngày hôm nay. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 ạ. Vâng, xin hai người mẫu ban tổ chức xóa đi những con số. Và chúng ta sẽ đến với giải nhất của chương trình ngày hôm nay. Đó là một nồi cơm điện được nhập khẩu từ khu vực Thái Bình Dương. Tổng trị giá là 15.790.000 đồng. Sẽ thuộc về quý vị nào thì chưa biết. Nhưng mà giải nhất của ngày hôm nay chỉ có một số duy nhất mà thôi. Và chúng con sẽ bốc ra tới khi nào quý vị nhận được phần quà thì thôi. Bởi vì giải nhất và giải đặc biệt thì chúng con sẽ bốc cho tới khi quý vị được. Mong quý vị chúng ta cũng vui lòng tiếp tục lấy những tấm vé mà quý vị đã mua trong những ngày qua để so với kết quả của ban tổ chức chương trình bốc tiếp theo ngày hôm nay. Giờ đây chúng con xin được trân trọng kính mời tới cậu Trần Trọng Đá. Vâng, sẽ bốc cho chúng con mã số giải nhất ngày hôm nay. Biết một số. Vâng, giờ biết một số, nếu mà tí mà không ai trúng thì xóa đi để bốc số khác. Vâng, xin cậu bốc cho ban tổ chức ạ. Cậu đảo đều đi ạ. Vâng. Thưa toàn thể quý vị, với những số vé mà chúng con đã phát hành trong những ngày qua thì kết quả hoàn toàn nằm ở tay mày. Những phần may sẽ đến với ai thì chưa biết. Xin quý vị chúng ta còn nhanh tay nhanh mắt ạ. Vâng, xin cậu bốc số đầu tiên của giải nhất. Con số 0297. 0297 với một nồi cơm điện được nhập khẩu bên Anh nguyên kiện từ khu vực Thái Bình Dương. Đã trở về với giám sát OK, tổng trị giá là 17.590.000 đồng. 0297 ạ. Vâng, một bạn đến từ Giáo Hòa Tây Kề đã chúng xin chúc mừng bạn. Vâng, xin được giao lưu với bạn một tí bởi vì giải đặc biệt chỉ có một số duy nhất mà thôi. Xin bạn cho biết bạn đến từ đâu, năm nay bạn bao nhiêu tuổi và bạn tên là gì có được không ạ? Em đến từ Giáo Hòa Tây Kề, 23 tuổi. Cái Hòa. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, với phần thưởng đã thuộc về bạn Hoàng, 23 tuổi, đến từ Giáo Hòa Tây Kề, nhận được phần quà giải nhất của ban tổ chức ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho bạn cùng với gia đình bước sang mùa xuân 2018 luôn luôn được an khang, thịnh vượng, thành đạt, hạnh phúc. Xin được chân thành cảm ơn sự công tác của công tác ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho cậu bước sang năm mới được mạnh khỏe. Và kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây chỉ có một giải, còn là một giải đặc biệt của ngày hôm nay. Đó là một chiếc lẩu này, một chiếc TV 52 inch. Xin cảm ơn quý vị nào thì ít phút nữa sẽ nhận được phần quà từ ban tổ chức. Để thay đổi không khí một tí thì xin hỏi tất cả quý vị, đặc biệt là các em nhỏ đang hiện diện đến đây, năm 2018 là năm con giáp gì ạ? Bạn nào biết được xin mời bạn lên đây nhận được phần quà từ ban tổ chức này ạ. Vâng, xin mời bạn ạ. Vâng, xin mời bạn lên đây ạ. Vâng, năm 2018 thì gọi là năm con gì? Con chúa. Con chúa không ạ? Con chúa không phải không ạ? Năm không phải thì xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Để chúc mừng bạn ạ. Xin mời bạn nhận được phần quà từ ban tổ chức của ngày hôm nay. Vâng, năm 2018 là năm Mậu Tuất, nghĩa là năm con chúa. Và một bạn nhỏ đã trả lời rất đúng. Và câu hỏi thứ hai ban tổ chức đưa ra, xin quý vị lắng nghe. Giáo hội Công giáo dành ngày mùng 2 Tết để làm gì ạ? Vâng ạ. Bạn nào biết ạ? Bạn nào biết thì xin mời bạn lên đây ạ. Vâng, mời bạn đứng cái cao kia, bạn lên đây ạ. Vâng. Vâng, xin mời bạn. Vâng, xin mời bạn lên sân khấu ạ. Giáo hội Công giáo dành ngày mùng 2 để làm gì? Cho là dùng để kính nhớ bà tổ tiên ạ. Ngày mùng 2 giáo
dành riêng ngày mùng 2 để cầu nguyện cho bậc tiên nhân và tổ tiên. Có đúng không quý vị ơi? Nếu vậy đúng thì xin quý vị nổ một tràng tay thật lớn để chúc mừng bà Lai. Thời gian rất ok. Xin mời bạn Nhật bạn tổ chức. Câu hỏi tiếp theo ban tổ chức đưa ra. Rồi, dành ngày mùng 3 để làm gì ạ? Vâng, xin mời. Vâng ạ, cái tay bên này đó ạ. Vâng, xin mời chị ạ. Vâng, xin mời chị. Vâng, vui chơi có thưởng mà. Vâng. Về với ân tình, nắp người với nguồn yêu mến. Dừng đến vâng, xin được chào chị ạ. Vâng, chị lắng nghe nhé rõ câu trả lời của ban tổ chức ạ. Giáo hội dành ngày mùng 3 để làm gì ạ? Giáo hội dùng ngày mùng 3 để thanh hóa công ăn việc làm. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, theo những câu trả lời của chị thì ngày mùng 3 là ngày thánh hóa công việc mà giáo hội dành riêng ngày đấy để cầu nguyện. Có đúng không quý vị ơi? Nếu mà đúng thì xin mời nhân vật quà từ ban tổ chức ạ. Xin quý vị đang hiện diện ở đây ạ. Nghe câu hỏi tiếp theo của ban tổ chức. Năm 2018 có 364 ngày hay là 365 ngày ạ? Nếu mà bạn nào đúng thì cũng nhận được phần quà từ ban tổ chức ạ. Vâng, xin mời bạn Tuấn Anh. Vâng. Tạ ơn cha, tạ ơn cha. Năm 2018 có 300 bao nhiêu ngày? Năm nay là có 365 ngày. Sao bạn biết? Sao bạn biết? Vì một năm có 365 ngày. Thế năm vừa rồi có bao nhiêu ngày? Năm vừa rồi ạ. Bạn Tuấn Anh của Johnson OK trả lời là năm 2018 có 365 ngày. Có đúng không quý vị ơi? Nếu mà đúng thì xin quý vị, bởi vì câu hỏi này ban tổ chức chưa đoán ra, chưa biết. Nhưng mà nếu mà quý vị ủng hộ thì xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho bạn ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, trong những giây phút vừa qua thì ban tổ chức có dành một số câu hỏi vui để cho quý vị đang hiện diện ở đây có những tinh thần hòa chung với ban tổ chức của các sứ đồ về chúc mừng ngày hôm nay. Và giờ đây chúng con sẽ bốc giải đặc biệt của ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông Phêrô Trần Văn Minh, đại diện cho hội đồng ban mục vụ của toàn giáo xứ Đông Khê, sẽ bốc cho chúng con giải đặc biệt của ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông. Thưa toàn thể quý vị, giải đặc biệt của ngày hôm nay, khoan, sẽ có hai phần thưởng. Quý vị nào trúng thì không được xa về hiện vật của ban tổ chức. Nhận được phần quà nào thì ban tổ chức sẽ trao phần quà đó. Trong cái thùng này không biết có cái gì thì quý vị cũng chưa biết, mà ban chỉ có ban tổ chức thì còn biết thôi. Và cái này thì cũng là một, bên ngoài thì đề là một một nồi bếp điện tử. Vâng, và tổng chi giá của hai giải này là 27.590.000 đồng. Sẽ thuộc về quý vị nào thì ít phút nữa quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu để cùng với ban tổ chức chúng con sẽ bốc giải đặc biệt của ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông vui lòng bốc cho chúng con một vé số duy nhất mà thôi. Xin ông đảo đều ạ. Vâng, đây ạ, trở về sân khấu ạ. Thưa toàn thể quý vị, giải đặc biệt chỉ còn một giải duy nhất mà thôi, và nó hoàn toàn nằm trong cái thùng mà ông chùm sẽ bốc sau ít phút nữa. Vâng. Giải đặc biệt của ngày hôm nay đó là mã số 0851. Có quý vị nào trúng không ạ? Chỉ còn giải duy nhất thôi. Thôi thì vui chung cùng toàn giáo xứ chúng ta cùng đến phương 10 đến 1 để hủy luôn vé số này ạ. Đến tôi nhé. 10 9 5 4
tiệc ngày hôm nay đó là số 1 1 4 3 1 1 4 3 4 ạ. Bạn xin được chúc mừng họ. Không phải, phải là không phải. Quý vị ơi, tôi vui chung mất thưởng ơi, chúng ta cùng đếm to đi ạ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Có chúng không ạ? Vâng, bạn nghe tay ạ. Không chúng ạ, vâng, xin hai bạn xóa luôn đi ạ. Xin ông bước tiếp số tiếp theo. Xin ông đảo đều lên ạ. Trước khi bước số tiếp theo thì Quan cũng xin được cáo lỗi tới toàn thể quý vị đang hiện diện đây. Chỉ còn một giải đặc biệt, nếu mà quý vị nào trúng được sẽ là nhận phần quà từ ban tổ chức. Còn quý vị nào không trúng thì xin quý vị vui lòng cầm những cái vé mà quý vị đã mua cho ban tổ chức chúng con trong những ngày qua, vui lòng bỏ về túi, mang về khu vực tập kết rác của giáo xứ, vui lòng đừng bày ra khu vực sân cuối ạ. Một lần nữa con xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Đến to để chúng tôi ban tổ chức chúng con sẽ hủy vé bán cái số này ạ. Xin ông Trùng Pedro Nguyễn Văn Loan vui lòng trở về sân khấu để bốc cho chúng con một giải tiếp theo. Quý vị đến to 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hủy luôn ạ. Vâng, xin được gửi chân lòng kính mời ông Pedro Nguyễn Văn Loan sẽ trở về bốc cho chúng con giải tiếp theo. Đó là ông Trùng Tránh của giải trên OK bốc 3 số của giải đặc biệt. Quý vị không đúng ạ. Vâng, xin ông vui lòng trở về sân khấu ạ. Vâng. Không, tám, hai, bảy. Giải đặc biệt ngày hôm nay đó là 0827. Vâng, giờ đây thì có một bạn đã chúng tôi xin chúc mừng bạn Hương của giáo sư OK. Bạn chưa được nhận, chưa được sao vì hiện vật của ban tổ chức ạ. Bạn nhận được cái nào thì bạn sẽ nhận được. Vâng. Và kính thưa toàn thể quý vị, như ban tổ chức chúng con được biết thì đây là người đẹp Đỗ Hương của giáo sư OK, hiện đang công tác tại thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay đã trở về với giáo sư OK. Đặc biệt với tinh thần chung thì bạn đã mua vé ủng hộ cho ban thế trẻ trong những ngày qua. Bạn đã nhận được phần quà từ ban tổ chức. Chúng con xin được cảm ơn sự công tác của ông Phêrô Nguyễn Văn Lan. Xin được kính chúc cho ông cùng với gia đình bước sang mùa xuân 2018 luôn luôn được an khang thịnh vượng, thành đạt bài phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị, giải đặc biệt của chúng con thì chỉ có một phần quà, nhưng chúng con đã sắp xếp hai phần quà trên. Giờ với vận may đã đến với bạn Hương rồi, nhưng vận may sẽ đến với bạn như thế nào trong hai phần quà thì quý vị cùng vui lòng hướng về sân khấu. Xin được hỏi bạn Hương, năm nay bạn bao nhiêu tuổi và hiện tại bạn đang làm công việc gì tại thủ đô Hà Nội để cho các chàng trai khu vực bên dưới được biết ạ? Con năm nay 23 tuổi, con đang làm công nghệ thông tin ở Hà Nội ạ. Vâng, với công nghệ thông tin tại thủ đô Hà Nội thì em gái Đỗ Hương đã trúng được giải đặc biệt của ban tổ chức.
Và giờ đây xin mời bạn xuống khu vực sân cuối ạ, bên dưới ạ. Trên giải thưởng của ban tổ chức đó là một chiếc TV 42 inch. Bên trong thì không biết có cái gì, nhưng bên ngoài thì đó là một TV. À, bên cạnh đó là một bếp. Bên trong cũng không là gì. Thì xin bạn chỉ nhận được một giải của ban tổ chức mà thôi. Bạn có đồng ý không ạ? Con đồng ý ạ. Vâng. Bạn nhận phần quà nào của ban tổ chức ạ? Con nhận cái bếp ạ. Cái bếp điện tử ạ. Toàn lấy lấy mía. Ra đây chúng con xin được trân trọng kính mời ông Phêrô Trần Văn Minh, đại diện cho đồng ban mục vụ sẽ trao phần quà đặc biệt cho em gái Đông Lân của giáo sứ Đông Khê ngày hôm nay. Xin quý vị chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng cho đồng gái Đông Hương. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông Phêrô diện cho ban mục vụ sẽ trao phần quà đặc biệt cho gái Đông Hương ngày hôm nay. TV thì ban tổ chức được cầm về đấy, quý vị ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị, đến giờ phút này một lần nữa chúng con xin được cảm ơn sự quan tâm ưu ái đặc biệt của cha Trịnh Ứ, sự công tác giúp đỡ nhiệt tình của đồng ban mục vụ trong giáo sự B, sự kết hợp giữa ban tổ kim nhạc, ban âm thanh ánh sáng, ban truyền thông, ban an ninh trật tự cùng với tất cả quý vị đã ủng hộ cho chúng con bằng mọi phương diện để cho chúng con thuận lợi tổ chức cho chương trình đêm xuân yêu thương ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức chúng con xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Xin được kính chúc cho toàn thể quý vị cùng với gia đình bước sang mùa xuân 2018 luôn luôn được an khang thịnh tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Một lần nữa chúng con xin được cảm ơn. Và giờ đây cũng xin được trân trọng kính mời tới toàn thể cộng đoàn chúng ta cùng vui lòng xuất sáng trở về khu vực thánh đường để chúng ta bước vào thánh lễ giao thừa ngày hôm nay. Và cũng xin được trân trọng kính mời tới sự công tác giúp đỡ của tất cả các bạn thanh niên cũng như tất cả quý vị đại diện cho ban giám trường sẽ thu cho ban tổ chức chúng con những chiếc ghế ở khu vực bên dưới. Những cái này một lần nữa xin được kêu gọi sự công tác của tất cả quý vị vui lòng thu cho ban tổ chức chúng con những chiếc ghế ở khu vực bên cuối, đặc biệt với những phần rác mà các em cũng như quý vị đã bày ra tại khu vực sân cuối của giáo xứ ngày hôm nay. Và giờ đây đã chuẩn bị đến giờ lễ giao thừa của giáo xứ Đông Khê. Xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý công đoàn chúng ta cùng vào xuất sáng chuẩn bị tâm hồn của mình để bước vào thánh lễ giao thừa ngày hôm nay. Chúa, lời kinh của gia đình mong ước đời an bình, mong ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân con xin cho ban phúc cho mẹ cha, xuống tháng năm đủ khó khăn được vui trong mái nhà. Tạ ơn cha muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin cho nâng đỡ ông bà con với tháng năm mang sẵn son bên tông cho đến cùng. Tạ ơn cha muôn đời tạ ơn cha. Alo. Xin quý vị đang hiện diện ở khu vực sân cuối của giáo xứ vui lòng mỗi người một tay một chân chuyển cho ban tổ chức chúng con những chiếc ghế trở về khu vực tập kết, đặc biệt thu dọn những cái mát mà quý vị cũng như các cháu nhỏ bày ra tại sân cuối để cho giáo xứ có phần sạch sẽ hơn ngày hôm nay. Ngất ngây với buồn yêu mến dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương.
ngày đầu xuân xin cho thương những ai mồ hôi vắng bóng cha vắng bóng mẹ được vui chung với người. Xin quý vị chúng ta mỗi người một tay một chân kết hợp với toàn thể quý vị đang cầm chổi vẫn thở khu vực sân cuối. Thì quý vị vui lòng nhặt những em hát mà các cháu nhỏ cũng như quý vị đã bày ra trong những phút vừa qua ở khắp nơi giữa cõi đời cùng nhau lên nước trời. Tạ ơn cha, tạ một lần nữa chúng con xin được cảm ơn sự quan tâm quý đặc biệt của cha chính xứ, sự hợp tác giúp đỡ nhiệt tình của đồng bằng sông Cô. Chúng con cũng xin được chân thành cảm ơn ban an ninh trật tự, ban an ninh sáng, ban truyền thông của giáo xứ, đặc biệt với sự ủng hộ của toàn thể quý vị về tinh thần cũng như vật chất trong những thời gian vừa qua, cũng như quý vị đã ủng hộ cho chúng con mọi phương diện để cho chúng con thuận lợi tổ chức chương trình đêm đại lạc đồng với năm 2017 chào đón xuân 2018 ngày hôm nay tại giáo xứ Đông Khê. Và xin được kính chúc cho toàn thể quý vị cùng với gia đình bước sang mùa xuân Mậu Tuất 2018 sắp tới luôn luôn được an khang thịnh vượng thành đạt hạnh phúc. Hết rồi đấy, nghỉ rồi, đến giờ rồi, hết rồi. Và kính thưa toàn thể quý cộng đoàn, giờ đây đã đến giờ thánh lễ đêm.